Nông sản rau củ quả của bà con nông dân xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương canh tác vụ đông xuân cuối năm Canh Tý, đầu năm Tân Sửu, nếu không có biến động bất thường được cho là sẽ thắng lợi. Thế nhưng đại dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh Hải Dương đã phải thực hiện cách ly xã hội trên toàn tỉnh. Nông dân xã Cộng Hòa thu hoạch nông sản về mà không biết bán đi đâu. Tinh thần đoàn kết cộng đồng, sẻ chia khó khăn của người dân thủ đô với người dân Hải Dương lại trỗi dậy để giải cứu nông sản. Thực hiện cái chỉ thị 16 của chính phủ lên là bị cách ly giãn cách xã hội nên là bà con nông dân xã Cộng Hòa đang phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Bắp cải, su hào và cà chua hiện nay là số lượng đang đến khoảng vài chục tấn ứ động và có thể là dẫn đến thối phải đổ đi. Em cũng đã phối kết hợp với một số anh chị em là doanh nghiệp trẻ của thành phố Hải Dương cũng như là cư dân của The Capital là giải cứu nông sản qua hai đợt vừa qua là ngày 24 tháng 2 và ngày hôm nay là ngày 27 tháng 2 thì sản lượng nó cũng lên khoảng là vài chục tấn. Chúng tôi là thương theo phương án là mua của người dân cao và để bán lại cho hộ dân là cũng cao, nhưng thực ra giá đó rất là thấp so với giá thị trường ở Hà Nội đang tiêu thụ. Chính vì vậy nên là các thương lái ở Hải Dương buộc phải đẩy giá lên theo chúng tôi. Vậy là nó có hai mục đích. Một là sẽ giải cứu trực tiếp những cái sản phẩm đang bị thối hư hỏng. Hai là giúp cho đẩy cái giá lên để cho bà con không bị nỗ. Hơn 5 tấn rau, củ, quả, trứng của nông dân xã Cộng Hòa được doanh nghiệp và cư dân The Capital kết nối với chính quyền, các cơ quan chức năng và bà con nông dân địa phương thu mua rồi chở đến khu The Capital chiều ngày 27 tháng 2, chỉ sau vài giờ đã phân phối hết. Đây là hoạt động không chỉ mang tính tương thân, tương ái, mà tinh thần này đã và đang góp phần quan trọng giúp cho dân tộc Việt vững vàng trước những thách thức của đại dịch. Đây là cái hoạt động của tất cả những người dân của The Capital muốn chung tay, hỗ trợ và ủng hộ với cả đồng bào người dân Hải Dương trong cái đại dịch khó khăn. Thì tôi nghĩ là góp sức nhỏ, mỗi người một phần để giúp đỡ được bà con trong cái lúc mà các cái nông sản bị ứ động như thế này. Thực ra là với mỗi hộ gia đình thì cái nhu cầu sử dụng nó sẽ là không nhiều. Nhưng mà để ủng hộ thì chúng tôi sẵn sàng mua gấp 5, gấp 10 lên để làm sao để cho giải phóng được cái lượng hàng dư tồn để giải bớt những cái khó khăn cho bà con. Kể từ khi tỉnh Hải Dương phải thực hiện cách ly xã hội, riêng khu chung cư The Capital đã giải cứu cho nông dân xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khoảng vài chục tấn nông sản. Tuy nhiên, con số này mới chỉ giúp bà con tiêu thụ được khoảng 50% sản phẩm. Lối thoát khả quan nhất hiện nay vẫn là kêu gọi người dân thủ đô và cả nước tiếp tục chung tay vào cuộc để giải cứu khối lượng nông sản còn tồn đọng rất lớn, giúp cho bà con nông dân xã Cộng Hòa nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung vượt qua khó khăn thách thức.